món dồi mỡ đặc biệt rất là thơm ngon mềm mướt. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người làm. Xin chào cả nhà nhá, là mình Thế Lòng Xe Điếu đây. Hôm nay thì sẽ có bạn Xuân Su Su nhá, sẽ cùng mình hướng dẫn mọi người. Để làm món dồi mỡ ngon ấy thì nguyên liệu tiết tươi ngon thì là điều rất là quan trọng. Khi mua về ấy, thì mọi người chú ý lọc qua để loại bỏ những phần tiết đông. Tiết kinh hãm ấy thường khá mặn, nên là khi pha với nước ấy mọi người cho thêm một chút mì chính và quấy đều lên. Đấy, để khi mà ăn dồi ấy thì sẽ ngọt và ngon hơn. Nay thì mình sẽ làm mẻ 5 lít tiết sẽ đi kèm với 4 lít nước. Sau khi cho nước vào mọi người chú ý kỹ thuật quấy nhá, quấy đều lên. Hàng ngày ấy bên mình thường sẽ đánh khoảng tầm 30 đến 40 lít tiết cả nhà. Nguyên liệu tiếp theo ấy sẽ là rau răm và hành lá. Đấy, như rồi bên mình sẽ chỉ cho hai loại này thôi, rất là nhiều nơi có thể cho rau ngủ này, cho lạc, nhưng mỗi loại sẽ mang một hương vị riêng. Đây, rau thì mọi người sẽ thái nhỏ nhá. Mỡ ấy, thì mình dùng mỡ khổ, nhiều nơi dùng mỡ chải ấy, nhưng mỡ sẽ có một cái vị ngon riêng. Đấy, tương tự mình sẽ thái rất là nhỏ nhá, thái càng nhỏ càng ngon. Nguyên liệu tiếp theo sẽ là lòng nhồi. Rất là nhiều bạn bảo là nhồi bằng lót đuôi ấy nó mới ngon. Đấy, nhưng mà nhồi bằng ruột non này cũng rất là ngon, miếng nó vừa miệng ấy, ăn nó không bị dai. Mọi người chú ý chọn lòng non loại tươi ngon nhá, tránh chọn phải lòng đắng. Đây, sau đấy về mọi người sẽ lộn ra. Các bác nhìn anh em nhân sự của mình kỹ thuật cao không ạ? Bước tiếp theo ấy thì mình sẽ cho muối vào nhá, để bóp sạch nhớt. Đây, sau đấy mọi người sẽ cho nước vào rửa sạch sẽ đây. Đây mọi người nhìn thành phẩm này rất là sạch nhá, lòng non rất là sạch, sơ chế sạch sẽ. Sau đấy thì mình bắt đầu đi làm công tác tiếp theo. Tiết đây để khoảng tầm 15 đến 20 phút. Đây, để mà nó đông chặt hơn mọi người có thể cho vào tủ mát. Rồi chia nhỏ các cái phần tiết, mình đã có video hướng dẫn hôm trước rồi đấy. Đây các bạn nhìn này, miếng tiết vuông thành giác cạnh rất là đẹp và ngon. Về mỡ và rau ấy thì mình để tỷ lệ 5 lít tiết sẽ đi kèm với lại 1 cân mỡ và nửa cân rau, thái nhỏ trộn đều. Đây, công tác này là công tác khó nhất cả nhà nhá. Nhìn thì rất là đơn giản thôi nhưng mà đòi hỏi kỹ thuật phải rất là cao đấy. Để mà một nhân sự mà biết nhồi cứng và đều đấy thì sẽ cần phải học rất là lâu. Nên là bạn nào khi mà nhồi xong ấy mà thái miếng dồi ra ấy mà nó không được đều thì các bạn không phải buồn đâu. Tại vì nhân sự nhà mình ấy, để mà có được năng lực ngày hôm nay ấy thì đã phải khoảng tầm 6 đến 8 tháng rồi thì mới có thích kỹ thuật tốt. Mình nhấn mạnh một lần nữa nhá, khi mà nhồi ấy thì các bạn cứ nhồi từ từ thôi. Đấy, cứ một miếng tiết sẽ đi kèm một ít mỡ, một ít rau để khi mà nhồi miếng dồi ra ấy làm sao đạt tỷ lệ là 60% tiết, 30% mỡ và 10% rau thì ăn sẽ là ngon nhất. Đây, thái miếng dồi ra này, tiết ăn mềm mướt này, thêm một chút vị béo của mỡ này, thêm một chút vị thơm của rau, ăn theo hướng cảm nhận. Nói thật ấy, đây là một trong những món đặc trưng của hàng nên là mình phải cân nhắc mãi ấy. Đấy, nhưng mà thôi cho đi là còn mãi. Bạn nào cần tham khảo kỹ hơn ấy thì có thể báo lại mình. Chúc các bạn thành công.